bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Real Madrid cân nhắc mua Son Heung-min. Mã đỏ mê mẩn Lautaro Martinez sau kỷ lục đặc biệt. Mbappe bất ngờ gia hạn hợp đồng với PSG. Antony trở lại trợ chiến MU tại cúp C1. Real Madrid cân nhắc mua Son Heung-min. Các quan chức của Real Madrid lên kế hoạch chuyển nhượng Son Heung-min để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Real Madrid, một trong những câu lạc bộ mang tính biểu tượng và thành công nhất của bóng đá thế giới, đang cân nhắc hàng loạt phương án nhằm tăng cường sức mạnh. Một trong những cái tên được chú ý mà các quan chức Real Madrid cân nhắc gần đây nhất là Son Heung-min. Cầu thủ tấn công người Hàn Quốc đang bùng nổ và trở thành một biểu tượng mới của Tottenham Hotspur sau khi Harry Kane chuyển đến Bayern Munich. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng bộ phận thể thao của đội bóng thủ đô Madrid đang phân tích kỹ về khả năng kéo Son đến Santiago Bernabeu. Chủ tịch Florentino Perez không có thói quen mua các cầu thủ ngoài 30 tuổi. Mặc dù vậy, Heung-min Son, người hiện 31 tuổi, là một trong những trường hợp khác vì giá trị mà mang lại vượt qua bóng đá. Sự linh hoạt của Son, người đá tốt từ hai cánh đến trung phòng, hứa hẹn giúp Real có nhiều giải pháp tấn công. Theo phân tích của nhóm tư vấn chủ tịch Perez, Son sẽ tạo nhiều không gian chơi cho những Rodrigo, Vinicius, đặc biệt là Jude Bellingham. Ngoài ra, sự xuất hiện của Son Heung-min chắc chắn sẽ giúp chiếm được phần lớn thị trường Hàn Quốc và châu Á. Không phải ngẫu nhiên mà Tottenham đang là đội bóng có thị phần thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Những yếu tố này là lý do Real xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ đội trưởng Tottenham Hotspur vào tuyển Hàn Quốc. Hợp đồng của Son Heung-min còn thời hạn đến năm 2025, Real sẽ phải trả số tiền đáng kể để có thể thuyết phục Tottenham Hotspur. MU mê mẩn Lautaro Martinez sau kỷ lục đặc biệt. MU mê mẩn Lautaro Martinez sau kỷ lục đặc biệt tại Serie A, ghi 4 bàn khi vào sân từ ghế dự bị giúp Inter thắng 4-0. Cuối tuần qua, Lautaro Martinez làm nên điều kỳ diệu khi ghi 4 bàn thắng giúp Miami vượt qua chủ nhà Salernitana 4-0 để giữ ngôi đầu bảng của Serie A. Huấn luyện viên Simone Inzaghi để Lautaro ngồi dự bị dưỡng sức cho trận tiếp Benfica tại Champions League. Tuy nhiên, sự bất lực của Inter trong hơn 50 phút với đối thủ ở khu vực cuối bảng buộc Inzaghi phải tung Lautaro vào sân sớm hơn dự kiến. Cầu thủ Argentina liên tục nổ súng với 4 bàn thắng, một trong số đó được thực hiện trên chấm phạt đền. Lautaro trở thành cầu thủ đầu tiên trong kỷ nguyên Serie A tính 3 điểm cho mỗi chiến thắng, từ 1994-95 ghi 4 bàn vào sân từ ghế dự bị. Đội trưởng Inter hiện vẫn dẫn đầu bảng vô phân lưới bóng đá Italia với 9 bàn thắng. Lautaro là cầu thủ Nerazzurri thứ 3 trong lịch sử ghi ít nhất 9 bàn trong 7 trận đầu mùa, sau Angel Lillo, Boris Sechna ở mùa 1973-1974. Dấu ấn mà Lautaro Martinez thể hiện mùa này càng khiến cho các quan chức MU mê mẩn. Quỷ đỏ có hiệu suất tấn công không tốt trong mùa giải này. Tân binh Hojlund cần thời gian để trưởng thành, trong khi Marco Rashford sa sút khó tin. Nhà Glazer, những người hiện chưa quyết định dứt khoát về việc bán câu lạc bộ, hiểu rằng MU cần một tiền đạo đẳng cấp không ghi bàn mà còn tạo ảnh hưởng về lối chơi. CEO Richard Arnold, giám đốc bóng đá John Murtock và đội ngũ tuyển trạch viên MU đã phân tích rất kỹ về Lautaro. Đội ngũ phụ trách bóng đá của MU tin tưởng Lautaro Martinez phù hợp với câu lạc bộ cũng như hệ thống chiến thuật mà huấn luyện viên Ten Hag đang xây dựng. Mbappe bất ngờ gia hạn hợp đồng với PSG. Nhà cầm quân của Paris Saint-Germain là ông Luis Enrique đã bày tỏ khen ngợi Kylian Mbappe khi táo bạo tuyên bố anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau khi tiền đạo người Pháp gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với câu lạc bộ. Lời ca ngợi rực rỡ của Enrique đến sau khi siêu sao người Pháp ghi được 8 bàn trong 7 trận đấu ở các giải đấu trong mùa giải năm nay. Nói về ngôi sao của mình, Enrique nói với PSG Hub: "Tôi đã biết Mbappe là một cầu thủ bóng đá có tiềm năng và trở thành huyền thoại trước khi tôi đến với câu lạc bộ. Những gì tôi có thể khẳng định thêm đó là phẩm chất kỹ thuật và thể chất của Mbappe không có một điểm yếu nào. Theo tôi, cậu ấy hiện là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và tôi không nói như vậy chỉ vì tôi là huấn luyện viên của cậu, mà chính là những gì tôi chứng kiến Mbappe đã làm." Enrique không dừng lại ở đó khi nhấn mạnh rằng Mbappe thuộc nhóm cầu thủ độc đáo chỉ gồm 3 hoặc 4 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có khả năng thay đổi số phận của trận đấu một mình. Ông thầy người Tây Ban Nha tin vào kết luận của mình: "Tôi nghĩ rằng Mbappe thực sự thuộc vào nhóm những người cầu thủ giỏi hiếm hoi có khả năng tự mình đảm trách mọi thứ để thắng trận một mình. Đối với tôi, Mbappe đứng đầu trong top 3 đến 4 cầu thủ như vậy." Những lời bình luận có cánh của Enrique đến sau một thời kỳ bất định cho Mbappe tại PSG. Anh bị loại khỏi đội trong suốt mùa hè sau lần từ chối gia hạn thêm 1 năm hợp đồng của mình. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại PSG, tiền đạo này đã thi đấu rất ấn tượng, ghi được 8 bàn chỉ với 7 trận đấu ở tất cả các giải đấu, trong đó gồm 7 bàn trong 5 trận đầu tiên tại League One. Thông tin mới nhất về câu chuyện hợp đồng của Mbappe đang diễn ra với một sự thay đổi lớn, từ tiết lộ mật của Sky Sports cho đến biết anh đàm phán với PSG để gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Điều này sẽ giúp câu lạc bộ có thể đảm bảo khoản phí chuyển nhượng của Mbappe vào mùa hè tới, khi hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào năm 2024. Mặc dù có những phát sinh này, Real vẫn là một ứng viên tiềm năng để chiêu mộ Mbappe.
Trong một tuyên bố mạnh mẽ, chủ tịch của PSG là Nasser Al-Khelaifi đã khẳng định rằng Mbappe tiếp tục ở lại đội bóng thành Paris trong tương lai gần. Nói về tương lai của Mbappe một cách tự tin, Al-Khelaifi bày tỏ: "Mbappe là một cầu thủ của PSG, cậu ấy yêu câu lạc bộ này. Mbappe là một cầu thủ tuyệt vời, tốt nhất trên thế giới. Chúng tôi rất vui khi có Mbappe và chúng tôi sẽ giữ cậu ấy." Với 228 bàn thắng và 98 kiến tạo trong 267 lần ra sân cho đội bóng lớn nước Pháp, tài năng phi thường của Mbappe luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất cho câu lạc bộ đặt trụ sở tại Paris, giúp họ giành được nhiều danh hiệu trong nước, trừ mỗi chiếc cúp danh giá Champions League đầu tiên và vẫn còn xa xỉ. Anthony trở lại trợ chiến MU tại cúp C1. Dù Anthony kịp trở lại, MU vẫn chịu tổn thất nặng nề khi mà Lisandro Martinez chuẩn bị lên bàn mổ. Anthony đã xuất hiện trong buổi tập mới nhất của Man Đỏ kể từ khi được Quỷ Đỏ cho phép trở lại sinh hoạt cùng với toàn đội sau những cáo buộc lạm dụng và hành hung người yêu cũ. Dù không kịp ra sân ở trận thua Crystal Palace 0-1 cuối tuần qua, ngôi sao chạy cái người Brazil có thể góp mặt trong cuộc chạm trán giữa MU và Galatasaray thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tháng 6 năm 2023, nữ DJ Gabriela Cavallin, bạn gái cũ của Anthony, gửi đơn tố cáo cầu thủ 23 tuổi vì hành vi lạm dụng thân thể và tinh thần trong khoảng thời gian hẹn hò. Sau đó, hai người phụ nữ khác tiếp tục tố cáo anh có hành vi bạo lực vào năm ngoái. Đối diện áp lực từ dư luận, MU đã yêu cầu ngôi sao người Brazil tạm dừng các hoạt động tập luyện, thi đấu để hợp tác điều tra với cảnh sát. Tổng cộng Anthony bỏ lỡ 5 trận đấu, 3 tại Ngoại hạng Anh, 1 tại Champions League và 1 tại League Cup. Đến tối ngày 26 tháng 9, anh được cảnh sát Sao Paulo cho phép trở lại nước Anh, sau đó tự nguyện gặp cảnh sát Greater Manchester vào hôm 28 tháng 9. Kết thúc buổi thẩm vấn, cầu thủ 23 tuổi cũng không bị tạm giữ và được phép về nhà. Sự trở lại của Anthony sẽ giúp huấn luyện viên Ten Hag có thêm lựa chọn chất lượng trong bối cảnh hàng công MU thi đấu rất tệ thời gian qua. Không chỉ ngụp lặn ở vị trí thứ 10 ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ cũng chịu nhiều sức ép vì thất bại ngay tại trận giao quân vòng bảng Champions League. Theo chiều ngược lại, MU đón nhận tin tức không mấy vui vẻ khi mà trung vệ Lisandro Martinez sẽ trải qua ca phẫu thuật xương bàn chân. Hồi tháng 4, cầu thủ người Argentina dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 11 tuần. Sau đó anh trở lại trong giai đoạn tiền mùa giải, thi đấu 4 vòng đầu ngoại hạng Anh cho MU trước khi tái phát chấn thương trong trận thua Arsenal 1-3 đầu tháng 9. Thay vì nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Lisandro Martinez quyết định uống thuốc giảm đau và tiếp tục đá 2 trận đấu gặp Brighton và Bayern Munich, từ đó chấn thương trở nên trầm trọng hơn. Theo The Sun, quyết định phẫu thuật có thể khiến nhà vô địch World Cup nghỉ thi đấu tới 3 tháng, đồng nghĩa anh không thể trở lại sân cỏ cho đến đầu năm 2024. Đây chắc chắn là tổn thất không nhỏ dành cho MU, bởi những trung vệ còn lại như Raphael Varane, Victor Lindelof hay Jonny Evans, Harry Maguire đều không đạt phong độ cao. Trong trận thua Palace, Varane và Lindelof được huấn luyện viên Ten Hag lựa chọn đá cặp ở trung tâm của Quỷ Đỏ.